Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thưa Pháp Sư, con ở nhà thường hay niệm Phật. Giờ vào đây con cứ mở mắt, nhắm mắt, trong tâm con toàn niệm lên A-di-đà Phật và Quan Thế Âm Bồ-Tát, vậy có được không Sư? Nếu không con phải làm sao? Chúng ta cần phải tập trung chuyên môn. Ở đây Sư hướng dẫn quý vị phương pháp thực hành tứ niệm xứ là phương pháp được Đức Thế Tôn hướng dẫn ở trong Kinh Tạng. Và khi chúng ta thực hành, chúng ta tránh để những cái phương pháp cũ nó làm chúng ta ảnh hưởng. Khi mà quý vị thực hành theo sư thì chúng ta tạm để những cái phương pháp cũ của mình cất đi, dù cho đó là phương pháp gì đi chăng nữa, đó có là pháp môn niệm Phật hay là pháp môn phòng xẹp hay là bất kỳ phương pháp nào, hãy để qua một bên để tránh cái việc thực hành của chúng ta đó nó bị ảnh hưởng. Khi mà quý vị trong khi đang thực hành, nếu như phương pháp cũ mà nó ảnh hưởng thì chỉ đơn giản là mặc kệ, đừng để ý tới nó. Ngày đầu tiên sư đã hướng dẫn quý vị một phương pháp, đó là buông. Bất kỳ cái âm thanh nào đến trong đầu mình, buông. Đơn giản thế thôi. Khi nó đến với mình thì buông. Khi tâm của mình trở nên thanh tịnh rồi, nó không còn bị ảnh hưởng bởi những tạp niệm nữa, thì mình bắt đầu tập trung vào hơi thở. Khi định của mình còn yếu á, thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ quá khứ, bởi những phương pháp quá khứ. Khi định mình mạnh rồi đó thì từ từ mình sẽ vượt qua. Không riêng gì việc này, ngay cả một số hành giả khi đang thực hành có thể văng vẳng một cái bài kinh nào đó, nó cứ tụng niệm ở trong đầu, dù Nam Tông hay Bắc Tông cũng vậy, thì cái phương pháp tốt nhất của mình chính là buông. Và sau đó chúng ta tập trung vào hơi thở hoặc đề mục mà sư hướng dẫn. Trước mắt thì chúng ta tập trung vào hơi thở. Thưa sư, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Việc một người mẹ sinh ra một đứa con quậy phá là do nghiệp báo của bà mẹ. Vậy thì câu ông trời sanh tánh là đúng ạ? Đứa con đó sanh ra đã được định là tánh bất thiện để người mẹ trả nghiệp báo, đúng không ạ? Kính mong sư Hoa Nghị trả lời giúp con. Cái câu ông trời sanh tánh, gọi là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, là một câu tà kiến. Bởi vì nó mang cái nhìn sai lầm về cái định nghiệp. Tức là có một cái sự sắp đặt của cái ơn trên, là có một cái nhân vật, có một cái con người có thể nhào nặn ra một cái nhân cách cho một con người.
Tức là họ có thể quyết định nhào nặn ra một cái nhân cách tốt hoặc nhào nặn ra một nhân cách xấu. Đó là tà kiến. Trong một số trường hợp, do cái nghiệp của chúng ta, cho nên chúng ta sanh ra những chúng sanh mà họ là oan gia trái chủ của chúng ta. Cho nên nó có một câu là có những người á, thì đó là quyến thuộc, nhưng có những người á, đó là quả báo. Khi mình sanh ra một chúng sanh đó là cái oan gia trái chủ, gọi là kẻ thù nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ như vua Bimbisara, Bình Sa Vương á, sinh ra hoàng tử Lưu Ly, gọi là sanh ra kẻ thù. Thì khi sanh ra kẻ thù như vậy, họ nhìn nhau là tự nhiên là họ căm thù nhau, họ ghét nhau. Cái ghét đó tự nhiên sanh ra do cái nghiệp nó thúc đẩy, mà do cha mẹ có cái nghiệp, cho nên là cha mẹ nhìn đứa nhỏ nó thương, thương để cho đứa nhỏ nó hành hạ mình. Còn đứa nhỏ do cái nghiệp oan trái từ trước, ví dụ như kiếp trước cha mẹ từng giết nó, thì kiếp này nó nhìn cái kẻ thù cũ, tự nhiên nó lại duyên cho cái sự căm hờn. Nó nhìn tự nhiên nó không ưa cha mẹ nó. Và như là trường hợp của A Xà Thế, sanh ra gọi là Acha Tassatú, tức là kẻ thù khi chưa sanh ra là muốn giết vua cha rồi. Mà vua cha do cái ngài là một vị sơ quả, cho nên là ngài thương con nó muốn làm vua thì cứ để cho nó làm vua. Thành ra chúng ta nên cẩn trọng đối với cái nhìn của chúng ta đối với thế gian. Quý vị để ý là có những người mình vừa nhìn là mình đã có cái tình thương liền, mình có tâm từ, mình có lòng mến mộ. Nhưng mà có những người mình nhìn là mình đã không ưa. Thì cái ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên đó ở đâu ra? Nó do sự ảnh hưởng từ cái nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, không phải là chúng ta không có thay đổi được. Như sư nói, loài người chịu ảnh hưởng bởi hai thứ là nghiệp quá khứ và nỗ lực trong kiếp hiện tại. Như trường hợp của vua Bimbisara đó, nếu như mà như người thường là lẽ ra là đã giết Ajatasattu. Tại vì quý vị có biết là khi mà Ajatasattu là A Xà Thế đó bị Devadatta đầu độc xúi dục, thì mới cầm cây gươm chạy vào trong cung vua. Và khi chạy vào như vậy đó, Ajatasattu run rẩy hoảng sợ đi vào giết vua, nhưng mà với cái tâm trạng là hoảng sợ kích động, thì quân lính mới bắt lại và hỏi là hoàng tử đi đâu đây. Thì hoàng tử mới thú thiệt là ta đi ám sát nhà vua, chưa thấy một người nào thiệt thà như Ajatasattu. Thì người ta mới dắt hoàng tử đến gặp vua Bimbisara. Vua Bimbisara thấy là đứa nhỏ này nó muốn làm vua quá, cho nên là thôi cho nó ngôi vua, chứ đáng lý ra là đã giết rồi. Thì cái hành động này đó cho thấy cái gì? Vua Bimbisara chủ động cởi nghiệp, tức là dùng cái tình thương
để hóa giải hận thù. Nó muốn làm vua thì cứ cho nó làm vua, nó muốn tài sản thì cứ cho nó tài sản, nó muốn giết mình thì nó cứ để cho nó giết mình. Gọi là chủ động chấm dứt cái nghiệp oan trái nhiều đời nhiều kiếp. Từ đó đó nó không còn nữa. Hoặc như trường hợp mà hai cô vợ mà ở kiếp quá khứ, cô vợ lớn và cô vợ bé, thì cô vợ lớn không có con, cô vợ bé mới có con. Cô vợ lớn sợ là cô vợ bé có con sẽ giành hết gia tài, cho nên đầu độc chết cái bào thai trong bụng. Thì đầu độc vài lần như vậy đó, đứa con nó chết rồi, thì bà vợ bé sinh nghi, thì cái lần sau cùng đó, bà không có báo. Bà vợ lớn tới hồi phát hiện là đứa nhỏ đã lớn rồi nhưng mà vẫn quyết tâm đầu độc cho chết, thì lần này do cái thai nó quá lớn cho nên cả hai mẹ con cùng chết. Thì khi đó đó, cái cô vợ bé đó mới uất hận và nguyền rủa bà vợ lớn muốn trả thù. Thì đời sau sanh ra đó, cô vợ bé trở thành một cái con mèo, còn cô vợ lớn thì tái sanh làm con gà. Con gà đẻ bao nhiêu trứng con mèo nó ăn hết bấy nhiêu, tới hồi cuối cùng á là con mèo nó ăn luôn con gà, và con gà uất hận và thề sẽ trả thù. Rồi cứ như vậy thì cái con mèo đó tái sanh làm con nai, rồi con gà tái sanh làm con beo. Con nai đẻ ra bao nhiêu đứa con là con beo nó ăn hết bấy nhiêu đứa con, rồi cho tới cuối cùng là con beo ăn luôn con nai, con nai uất hận và nguyền rủa sẽ trả thù. Cứ như vậy xoay vần cho đến cuối cùng, tôi nói mình người ngoài mình nhìn mình nói là bây giờ ai nợ ai nó không còn quan trọng nữa, nhưng người trong cuộc thì họ không thấy. Và họ đến kiếp cuối cùng thì cô gái đẻ bao nhiêu đứa con là con dạ xoa nó bắt mất, đến cái đứa cuối cùng thì mới ẵm cái đứa bé vào trong chùa Kỳ Viên, và Đức Thế Tôn cho phép con dạ xoa đi vào. Và Đức Thế Tôn kể lại đầu đuôi câu chuyện là hận thù nó oan trái từ nhiều kiếp, bây giờ là lúc nên gỡ chứ không nên để tiếp tục như thế nữa. Và Đức Thế Tôn đã thuyết lên một bài kệ pháp cú là hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên á, khi mà chúng ta đẻ ra một cái đứa nhỏ mà do oan gia trái chủ từ đời trước nó về nó báo mình, nó phá hại, thì cái việc chúng ta cần làm đó là gì? Hãy dùng tình thương để hóa giải hận thù. Và khi đó đó, cái nghiệp báo nó xoay vần cho đến cái kiếp này có cơ hội là kiếp cuối cùng. Hiểu về nhân quả nghiệp báo, chúng ta sẽ có tình thương với những kẻ thù của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết là oan oan tương báo, tới đây nên chấm dứt. Chứ nên tránh cái chuyện nói là ông trời sanh tánh ha, thì đó là một cái nhìn chưa chính xác. Thưa sư, con có nghe pháp đoạn pháp thoại sư nói về tranh nhân quả và những điểm không hợp lý. Con cũng có xem qua một tranh trên một web, kiếp này lăng nhăng, kiếp sau đồng tính, Phật giáo chính thống. Thưa sư, vậy có đúng không? Mong sư hoan hỷ trả lời chúng con. Cái nghiệp tà dâm á, nó cho chúng ta nhiều quả báo. Cái quả báo đầu tiên là đi địa ngục. Rồi trong nhiều kiếp á, chúng ta sẽ là cái người xấu xí. Và một trong những cái quả báo của cái giới tà dâm á, là kiếp sau sanh ra có vấn đề về giới tính, tức là giới tính của chúng ta không rõ ràng.
Thì cái này á, nó chính xác, nó chưa đầy đủ nhưng mà nó phản ánh một phần. Ngoài cái chuyện là chúng ta phạm cái giới tà dâm ra, đặc biệt á, người nam nếu như phạm giới tà dâm thì đời sau sanh ra, thì nếu có cơ hội làm người nha, thì sẽ sanh làm người nữ. Như trường hợp Ngài Ananda, trong quá khứ Ngài từng có một kiếp phạm cái giới tà dâm, cho nên là Ngài phải tái sanh làm người nữ một thời gian. Và đương nhiên sau đó Ngài tu hành vun bồi các ba la mật và Ngài được trở lại thân nam. Thành ra các anh đàn ông thì hãy cẩn trọng với cái giới này, chứ bản thân sư sư không thể tưởng tượng được mình sanh ra mà tự nhiên mình phải gần một cái ông nào đó, một cái thằng nào đó, nó lông lá đầy mình mà thậm chí nó hôi nách nữa, mà mình phải thương nó, mình nằm mình ôm ấp nó. Sư nói thiệt, mình nếu có cái kiếp nó chắc đi đầu thai lại chứ sướng hơn. Cho nên là hãy cẩn trọng. Và đặc biệt nếu như chúng ngay cả trong trường hợp chúng ta không có phạm giới tà dâm nhưng mà cái nghiệp gọi là cái tánh dục của mình nặng, nặng ở đây là mình thường xuyên chìm đắm trong dục. Chúng ta sống nhiều trong dục quá thì đời sau sanh ra chúng ta cũng sẽ bị cái nghiệp là cái giới tính không rõ ràng. Điều này thì được nhắc nhắc đến ở trong chú giải ha. Kính bạch sư, con hay bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ở môi trường tốt con sẽ tốt lên và ở môi trường xấu con cũng sẽ xấu theo. Xin sư cho con lời khuyên. Lời khuyên của sư là mình hãy kiếm môi trường tốt mà mình ở. Nếu như mình là người dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường thì hãy kiếm môi trường tốt mà ở. Đơn giản thế thôi. Như trong kinh khu rừng á, Đức Thế Tôn ví dụ như nếu như chúng ta sống ở một nơi mà chúng ta không thể giữ giới được, giới của chúng ta ngày một tệ hơn, hạnh của chúng ta ngày một tệ hơn, tuệ của chúng ta ngày một tệ hơn, việc tu của chúng ta ngày một tệ hơn, thì dù cho nơi đó có phong phú về vật thực, phong phú về tài vật, đời sống thoải mái thì cũng nên bỏ đi, dù là phải bỏ đi ngay trong đêm. Còn nếu ở nơi nào mà ở đó đó chúng ta có thể phát triển giới học, định học, tuệ học, chúng ta tu hành tinh tấn hơn, thì dù cho ở nơi đó mà có khó khăn về vật thực thì chúng ta cũng ráng ở lại đó. Cho nên có nhiều người hỏi sư á, nên chọn cái nơi nào để tu học. Sư trả lời, hãy chọn cái nơi nào mà việc mình giữ giới không bị kỳ thị. Quý vị nghe sẽ hết hồn, nhưng thực tế thời nay nó như vậy đó. Có một số nơi mình tu học, mình giữ giới bị kỳ thị, thì nơi đó là một nơi không nên ở, dù đó có là một nơi nổi tiếng đi chăng nữa. Hãy chọn một nơi mà ở đó đó việc mình giữ giới không bị kỳ thị. Sư cho con hỏi về những điều trong giới luật mà con thắc mắc như sau. Tại sao không được đốt lửa chỗ đất trống? Tại sao không được hái trái trên cây mà chỉ được lượm trái cây rơi đất mà ăn? Tại sao không được đứng khi tiểu tiện? Con cho con hỏi thêm, sự thực hành thiền bao lâu thì có kết quả đầu tiên? Thứ nhất, cái câu trả lời thứ nhất của sư là nên đọc lại tạng luật. Đừng có nghe cái gì là mình tin theo cái đó mà mình không có đối chiếu lại với luật. Tại vì á,
hai câu đầu là mình bị nhầm. Và xin thưa, cái giới này là cái giới của tỳ kheo chứ không phải là giới của sa di, lại càng không phải là giới của cư sĩ. Cho nên nếu như một vị tỳ kheo hỏi sư thì nó không có vấn đề, nhưng mà sa di hoặc cư sĩ mà hỏi sư thì sư có thể hỏi là quý vị hỏi để làm chi, tại mình xài không được. Rồi nó như vậy nè. Thứ nhất á, là không nên đốt lửa chỉ nhằm cái mục đích là chơi đùa, hoặc là ngay cả trường hợp sưởi ấm thì cũng không có nên đốt lửa ở cái nơi mà không được chỉ định. Tại vì hồi xưa là chư tăng có cái chỗ chỉ định để đốt lửa. Để chi vậy? Để tránh cái chuyện là mình đốt tùy tiện thì con này con kia nó có thể chết, thì hoặc là nó có thể ảnh hưởng đến những cái môi trường xung quanh thì nó không có tốt. Cái thứ hai là không được hái trái cây, ngay cả trái rơi dưới đất cũng không được lượm ăn khi chưa được làm hợp lệ. Tức là trái cây chưa được làm hợp lệ thì không được ăn. Cái này nó có hai cái luật khác nhau. Cái luật thứ nhất là không được hái trái cây, là do vị tỷ kheo không được hái trái, không được bứt lá, không được chặt cành, không được đốn cây. Đó là một giới. Cho nên hái trái thu hoạch là không được. Trường hợp thứ hai là không được ăn trái cây khi chưa được làm hợp lệ. Tức là trái nó vẫn còn mầm sống á, là vị tỷ kheo không được ăn. Nó có một điểm như thế này mà sư nói là quý vị bị nhầm lẫn nè, là Đức Phật có mở ở chỗ là trong thời kỳ khó khăn thì vị tỷ kheo được quyền lượm trái cây, sau đó đi đến chỗ người cư sĩ để xuống dưới chân, và người cư sĩ sẽ làm hợp lệ trái cây đó và vị tỳ kheo đó có thể ăn. Chứ không phải là vị tỳ kheo đó có thể lượm trái cây dưới đất lên mà ăn và không cần việc làm hợp lệ của cư sĩ, thì cái đó là không đúng. Còn cái việc là tại sao không được đứng khi tiểu tiện thì cái này á, là do các vị tỷ kheo thời xưa khi đứng tiểu tiện thì bị các hàng cư sĩ người ta chê trách là các vị tu sĩ mà đứng tiểu giống như là người tại gia hưởng dục. Có những cái giới luật á, được chế ra là để tránh cái tiếng đời chê trách, thì cái giới này nó cũng tương tự như vậy. Rồi cái sự thực hành thiền bao lâu thì có kết quả đầu tiên, cái đó tùy thuộc vào sự nỗ lực của chúng ta và tùy thuộc vào ba la mật của chúng ta. Khi chúng ta có sự nỗ lực đúng đắn thì chúng ta sẽ mau đạt được kết quả hơn một người có nỗ lực hời hợt. Như sư ví dụ hồi sáng, có những người họ đem hai cái điện thoại, rồi một cái họ gửi ban tổ chức, một cái họ giấu, họ lén, họ liên lạc, họ sử dụng. Thì nếu như họ sử dụng, họ không ai biết hết, chỉ một mình họ biết thôi, thì không ảnh hưởng tới ai. Nhưng chính cái sự dối trá đó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chính bản thân họ, và họ rất khó mà đạt được kết quả ở trong khóa thiền này. Không ai chê trách họ hết nha, nhưng chính cái sự giả dối đó nó làm hại chính họ. Quý vị hoàn toàn có thể trốn đi một nơi nào đó, mình lười biếng, mình trốn đi, mình ngủ, mình không hành thiền thì cũng không ai biết, cũng không ảnh hưởng tới ai.
Nhưng mà nó ảnh hưởng tới chính mình, bởi vì mình đã không có sự nỗ lực một cách đúng đắn. Cho nên á, việc tu hành với tất cả các điều kiện là như nhau thì người tinh tấn hơn sẽ mau đạt được kết quả hơn. Cái thứ hai là còn tùy vào cái ba la mật, tức là mình đã từng vun bồi công đức. Khi mình vun bồi nhiều công đức á, thì cái phiền não của mình á, nó sẽ ít đi, thì mình sẽ mau đạt kết quả hơn. Giống như có hai căn phòng, thì căn phòng nào ít rác hơn thì căn phòng đó sẽ được dọn mau hơn. Cùng một người nha, với sự nỗ lực ngang nhau thì mình dọn căn phòng ít rác sẽ nhanh hơn là dọn căn phòng nhiều rác. Đó, thì cũng vậy, nhờ cái phước cho nên á, là chúng cái người ít phiền não hơn thì người đó sẽ thực hành mau có kết quả hơn. Cái thứ ba là người nào cũng là do các ba la mật quá khứ, tức là do sự làm phước quá khứ, có các căn bén nhạy hơn thì vị ấy sẽ thực hành hiệu quả hơn. Với tất cả các điều kiện như nhau, sự lấy ví dụ như cùng một căn phòng bừa bộn như nhau, người nào làm nhanh hơn, hiệu quả hơn thì người đó sẽ dọn dẹp nhanh hơn. Đó. Cho nên việc hành thiền, người nào căn các cái căn bén nhạy hơn thì vị ấy thực hành sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như khi sư bảo là theo dõi hơi thở, người có căn bén nhạy ngay lập tức họ nắm được đối tượng hơi thở và họ thực hành, thì đương nhiên họ sẽ mau hơn là người thực hành hoài mà chưa có nắm được cái đối tượng hơi thở. Cho nên đó là những cái yếu tố quyết định. Thành ra quý vị đòi sư cho một cái thời gian cụ thể thì sư không cho được. Có những người như là Bồ Tát của chúng ta 7 tuổi ngồi dưới gốc cây là chứng đắc sơ thiền. Có những người chỉ nhìn một cái bông hoa màu trắng, niệm trắng, 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 chú tâm vào màu trắng đó, chứng sơ thiền. Mà có người ngồi thì muốn chết luôn, nó mòn hết bộ đoàn này qua tới bộ đoàn kia mà chưa thấy gì hết. Cho nên là cái này thay vì chúng ta ưu tư là mình mất bao lâu để có hiệu quả, thì chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn, và bên cạnh đó chúng ta còn cần vun bồi thêm các công đức, thì như thế nó sẽ tốt hơn. Đừng có sợ là những cái người xung quanh ai cũng có ứng chứng hết mà mình chưa thấy cái gì. Mỗi người mỗi khác, đừng có so sánh với nhau. Kính bạch sư, tại sao khi chết đi có người lại được đầu thai, có người lại trở thành phi nhân? Tại sao những phi nhân đó không đi đầu thai mà lại quanh quẩn ở cõi trần này chịu sự đối khác, và khi nào họ mới rời đi? Xin thưa là cái chuyện sanh làm phi nhân bản thân nó đã là sự đi đầu thai rồi. Chứ mình đừng có hiểu nhầm rồi mình nói làm phi nhân là chưa đi đầu thai, cái đó không đúng. Làm phi nhân là đã đi đầu thai rồi, là đầu thai làm phi nhân ấy. Nha, cho nên là chúng ta đừng có hiểu nhầm. Còn nguyên nhân do đâu có người chết rồi lại tái sanh làm người, có người chết rồi lại tái sanh làm phi nhân, là do nghiệp. Mình đã tạo cái nghiệp gì thì nghiệp đó nó sẽ quyết định. Tiện thì sư nhắc trong số quý vị á, nếu như có ai từng có ý định tự tử mà quý vị vẫn còn ngồi đây và vẫn chưa có tự tử hoặc tự tử bất thành, thì sư xin chúc mừng quý vị. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta tự tử
Trừ khi nha, xin nói trừ khi mình hoàn thành ba la mật như Bồ Tát, tức là hy sinh tính mạng để giữ giới, hy sinh tính mạng để hoàn tất ba la mật, cái đó trường hợp đó thì bỏ qua một bên. Còn những trường hợp tự tử, một là đi địa ngục, hai là sanh làm ngài, tái sanh làm loài ngạ quỷ, nó khổ hơn bây giờ. Xin ví dụ bây giờ dù cho chúng ta có khổ như thế nào đi nữa nha, thì chúng ta vẫn mang thân tự do. Dù mình có đang nợ ngập đầu đi nữa, mình vẫn mang thân tự do, không có ai bắt mình phải đi tù. Rồi vào trong tù là mình bị đánh, bị hành hạ, bị tra tấn từ sáng tới tối. Không có. Dù mình có tệ như thế nào đi nữa thì mình cũng không tệ đến mức độ mà mình phải bắt đi tù, rồi vào trong đó nó đối xử với mình vô nhân tính, nó không coi mình như con người. Không có. Nhưng mà nếu như mình vì cái lý do nào đó mà mình tự tử, thì mình đi xuống địa ngục, hoặc mình sanh làm loài ngạ quỷ. Ở nơi đó không có tự do, và tuổi thọ ở chỗ đó đó có thể tính bằng hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, vẫn chưa đi đầu thai kiếp khác, vẫn tiếp tục sống ở địa ngục hoặc tiếp tục sống cảnh ngạ quỷ. Và khi đó đó mình sẽ bị cái sự hành hạ ở cõi địa ngục hoặc ngạ quỷ. Phải nói là những sự hành hạ đó không có một chút xíu nhân tính nào hết. Yeah. Cho nên là nếu như mình từng nhưng mà chưa thành công, hoặc là chưa dám, thì chúc mừng. Và tương lai đừng nghĩ đến chuyện đó. Tự nhiên bây giờ mình dù có khổ đến như thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn cứ là con người, mình vẫn có khả năng làm phước. Nhưng mà xuống địa ngục rồi là thua, đi xuống hàng ngạ quỷ là thua. Ha. Cho nên quý vị hỏi khi nào họ mới rời đi, nó lâu khủng khiếp lắm quý vị. Nó tính hàng triệu năm, hàng tỷ năm. Có những chúng sanh đi địa ngục hàng tỷ năm. Rồi thậm chí là từ cái tuổi thọ của quả địa cầu này qua tuổi thọ quả địa cầu khác, vẫn chưa hết sự tra tấn trong địa ngục. Rồi cái loài ngạ quỷ cũng vậy. Có những loài là nó chịu cái khổ ngạ quỷ từ đời Đức Phật, quá khứ qua thời Đức Phật vị lai, nó chịu suốt mấy đời Đức Phật mà vẫn chưa hết. Thành ra tuổi thọ của các hàng sa đọa là nó dài kinh khủng khiếp. Còn cái nghiệp nào thì thứ nhất là sự bỏng sẻn. Khi mà mình bỏng sẻn thì mình không có tạo phước. Mà khi không tạo phước thì mình sẽ đầu thai làm cái hàng ngạ quỷ. Ở trong cái tuyển tập tranh nhân quả thì của sư thì có một cái câu chuyện, một bức tranh vẽ về cái câu chuyện là, cái này là ở trong ngạ quỷ sự, kể về một cái cô gái, cổ chuyên đi nhặt tiền mà cổ không bao giờ biết bố thí dù là một ly nước. Tới hồi mà cổ chết, cổ sanh làm cái con ngạ quỷ, nó đói khát, từ đằng xa thấy nước mà nó chạy tới nơi là nước biến mất. Nhưng mà may nó gặp một vị tu sĩ, thì nó nhờ vị này là về tới cái nhà nó, kể cho người nhà nó nghe, chỉ cho người nhà nó là hồi xưa nó có chôn cái hũ vàng đào nó lên, nhân danh nó đi bố thí. Thì nhờ như vậy nó được sanh về cõi trời. Thành ra cái nghiệp đầu tiên mà chúng ta sanh làm ngạ quỷ là do chúng ta bỏng sẻn. Rồi cái nghiệp tiếp nữa đó chính là chúng ta không giữ giới.
Năm giới cư sĩ không giữ là đi địa ngục. Sau khi hết kiếp địa ngục, chúng ta sẽ tiếp tục chịu khổ ở cảnh giới ngạ quỷ. Rồi năm giới, rồi mười giới, tức là thân tam, khẩu tứ, ý tam: thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói vô ích, không nói đâm thọc, không nói thô tục. Ý tam là vô tham, vô sân và vô si, tức là không có tà kiến. Thì khi chúng ta phạm vào 10 cái điều này thì chúng ta lại đi địa ngục. Ngoài ra còn rất nhiều những cái bất thiện nghiệp mà nếu như chúng ta phạm phải, chúng ta đều sẽ đi địa ngục hoặc là loài ngạ quỷ. Thứ hai là nghiệp quả gì mà chúng ta sanh về các cõi khác nhau? Do chúng ta làm lành hay là làm dữ, tức là chúng ta làm điều thiện hay bất thiện. Sư nói để cho quý vị biết sợ nè. Trong một ngày á, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây chúng ta sống trong từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, hành xả, chánh niệm, giới hạnh, có tính được thời gian bao lâu trong ngày chúng ta sống trong tâm đó không? Mà thời gian bao lâu trong ngày chúng ta sống trong hai tâm nè: thích và ghét. Mà xin thưa, thích là tham, mà ghét là sân. Chúng ta sống một ngày trong tham và sân, sống một đời trong sân và tham, thì kết cục chúng ta chết là chúng ta đi xuống. Thành ra 10 ngày trong khóa thiền này là khoảng thời gian quý báu, chúng ta sống hầu hết thời gian trong chánh niệm. Đó là thiện tâm và nó sẽ nâng đỡ giúp chúng ta đi lên. Còn thời gian còn lại là cái thời gian mà chúng ta tạo các nghiệp. Vậy nói chính xác hơn là chúng ta không tạo các thiện nghiệp cho nên chúng ta đi xuống. Sự ví nó giống như cái chuyện mà mình ở trên không vậy đó. Khi nào mình nhảy thì mình lơ lửng ở trên không, còn mình rớt xuống là mình đi xuống dưới. Thành ra là khi chúng ta không tạo các thiện nghiệp là chúng ta rơi xuống các cảnh giới sa đọa. Đơn giản thế thôi. Con chào sư. Con hay bị tâm so sánh hai đối tượng được mất, hơn và tốt hơn, như vậy có tốt không? Làm sao để xử lý tâm này? Hãy thực hành chánh niệm, hãy thực hành tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta thực hành đúng theo cái sự hướng dẫn của sư tuần tự thứ lớp, thì cho đến những ngày cuối, quý vị sẽ nhận ra bản chất thế gian này nó là cái gì, bản chất của tâm này nó là cái gì. Từ đó đó mình sẽ bỏ đi cái tánh ganh đua. Mình vẫn biết đây là tốt, đây là xấu, đây là tốt hơn, đây là xấu hơn, mình vẫn biết. Nhưng mà mình không còn ganh đua những thứ sai lầm. Cái sự ganh đua nó có hai sự ganh đua, là ganh đua tốt và ganh đua xấu. Điều này được nhắc đến trong chú giải kinh Đoạn Giảm của Trung Bộ. Thế nào là sự ganh đua tốt và thế nào là sự ganh đua xấu? Là khi mà chúng ta thấy một người xinh đẹp, chúng ta muốn xinh đẹp hơn, đó là ganh đua xấu. Bằng cách là chúng ta trang điểm, chúng ta mặc đồ đẹp nhiều hơn chúng, thì đó là ganh đua xấu. Khi chúng ta thấy người khác nổi tiếng, chúng ta cũng muốn nổi tiếng, đó là ganh đua xấu. Khi chúng ta thấy người khác giàu sang, mình cũng muốn giàu sang, đó là ganh đua xấu. Nghe nó hơi kỳ. Tại sao gọi là xấu? Đó bởi vì nó không phải là thiện pháp. Mà ganh đua này tốt nè. Mình thấy người ta làm thiện, mình muốn làm thiện gấp đôi người ta, gấp ba lần người ta, đó là ganh đua tốt.
Mình thấy người ta giữ giới, mình muốn giữ giới tốt hơn người ta, đó là ganh đua tốt. Mình thấy người ta tu hành tinh tấn, mình muốn tu hành tinh tấn hơn người ta, đó là ganh đua tốt. Cái ganh đua gọi là ganh đua xấu, chẳng qua nó không phải là ganh đua tốt. Mà không phải là ganh đua tốt thì nó là cái tâm bất thiện. Thành ra là quay trở lại câu hỏi trước á, chúng ta nói là tại sao mà do đâu mà chúng ta đi lên mà do đâu chúng ta đi xuống. Sư chỉ trả lời đơn giản: khi chúng ta không làm thiện thì chúng ta đi xuống. Có nghĩa là bình thường á, mình nghĩ là cái chuyện mình trang điểm nè, cái chuyện mình làm đẹp nè, thì nó có cái gì đâu. Nhưng rõ ràng nó có phải là tâm thiện không? Nếu mà quý vị băn khoăn nữa, xin hỏi nó có phải từ bi không? Nó có phải trí tuệ không? Nó có phải hành xả không? Nó có phải kham nhẫn không? Nó có phải chánh niệm không? Nó có phải là giới hạnh không? Không có. Thì rõ ràng nó không được xếp vào tâm thiện. Chẳng qua nó chưa gọi là các cái ác, thì nó chưa tới mức là ác thôi, chứ nó không phải thiện rồi đó. Thành ra đó, ở đời sống cái cơ hội làm lành của chúng ta rất là ít. Sư không nói cái chuyện là quý vị trang điểm nè, rồi quý vị làm đẹp nè, nó là cái gì, nó gọi là nó trái với luân thường đạo lý, hoặc là nó trái đạo đức. Sư không nói, nhớ kỹ giùm sư, sư không hề nói những chuyện đó nó trái đạo đức. Sư không hề nói cái chuyện quý vị cắm hoa làm cho bông hoa nó đẹp nó là trái đạo đức, sư không hề nói. Mà sư chỉ lưu ý là chúng ta không làm các phước thiện thì chúng ta không thể đi lên. Phước thiện là cái nâng đỡ chúng ta đi lên, cho nên muốn đi lên thì phải làm nhiều điều phước thiện. Đơn giản thế thôi. Nó giống như một đứa con nít ấy, mà nó có thời gian nó có thể làm ba việc. Một là nó đi học bài. Hai là nó đi theo bạn bè chơi bời đàn đúm. Ba là nó đi ngủ. Thì một cái á, nó đi học bài á, nó là cái thiện đúng không? Còn một cái á, nó chơi bời đàn đúm với bạn bè á, nó là cái ác. Nhưng cái thứ ba á, cái chuyện nó đi ngủ á, nó mang tính là trung tính, nhưng mà nó không phải là thiện. Cho nên cuối kỳ nó đi thi thì chỉ có đứa đi học bài đó nó mới đi lên thôi. Còn cái đứa nói con dành thời gian ra để con ngủ, cái chuyện con ngủ không phải là ác, tại sao đánh rớt con? Quý vị có đồng ý không? Không đồng ý được. Đúng là cái chuyện con đi ngủ á, nó không làm ác, nó không hại ai hết, nhưng đồng thời con cũng không có học bài luôn. Mà con không học bài thì con không được điểm để con lên lớp, thế thôi. Chứ ở đây ba má không có trách con cái chuyện là con đàn đúm. Rõ ràng con không đàn đúm, nhưng mà con không học bài thì con không đủ điểm lên lớp. Ở đời, ở thế gian cũng vậy. Chúng ta không làm thiện, không làm phước thì chúng ta không đủ công đức để sanh về cõi lành. Đơn giản thế thôi. Cho nên á, cái tâm so sánh thì tốt hơn là chúng ta nên có cái sự so sánh tốt. Tức là chúng ta thấy người này làm phước thì chúng ta sẽ cố để chúng ta làm phước nhiều hơn. Chúng ta thấy người này giữ giới, chúng ta sẽ cố giữ giới nhiều hơn. Chúng ta thấy người này tinh tấn hành thiền, chúng ta sẽ tinh tấn hành thiền nhiều hơn. Lo xa và lo lắng khác nhau như thế nào? Có nên lo xa không? Nếu có thì khi nào nên? Chúng ta chỉ lo lắng khi mà cái kết quả mà chúng ta chuẩn bị đối mặt là một kết quả xấu. Chứ như sư nói là nếu như
mà mình trúng Vietlott đi, Vietlott 100 tỷ, mình nói là 3 giờ chiều nay là mình, tức là 15 phút nữa, là mình sẽ đi lãnh cái 100 tỷ. Mình có nên, mình có lo lắng không? Có lo lắng cái vụ mà mình không có lỡ, lỡ là lỡ cái gì? Sẽ không nghĩ là mình nên lo lắng. Mình chỉ cái mình lo là lo ở mình tiêu tiền vào việc gì thôi. Thì nếu quý vị coi cái đó là lo thì cũng nên lo. Hoặc hôm nay mình được ăn ngon, người ta đang chuẩn bị nấu cái món ngon đãi mình á, thì mình có nên lo không? Không có. Chỉ khi nào á mà họ nấu cái món mà nó không đảm bảo vệ sinh, mình chuẩn bị ăn á, thấy cái miếng thịt nó rơi xuống đất mà họ cầm lên họ phủi phủi rồi họ bỏ tiếp vô trong cái dĩa mà mình ăn cái đó, thì mình mới lo. Mình lo không biết là cái bụng của mình họ có chịu nổi hay không. Ở đời cũng thế, khi chúng ta làm các thiện pháp thì chúng ta không cần lo, mà khi chúng ta làm các pháp bất thiện thì chúng ta mới nên lo. Khi chúng ta chuẩn bị nhận các quả lành thì chúng ta không cần lo, mà khi chúng ta chuẩn bị nhận các quả dữ thì chúng ta mới nên lo. Còn cái việc mà lo xa thì sư hỏi là lo như thế nào là xa? Có những cái lo xa tốt mà có những cái lo xa không tốt. Cái lo xa như thế nào là tốt? Là chúng ta nên bố thí, nên giữ giới, nên hành thiền, nên kham nhẫn, nên từ bi, nên trí tuệ, thì những cái đó nó sẽ cho quả lành, nó sẽ đưa đến sự chấm dứt khổ đau, tái sanh về nơi nhàn cảnh, và thậm chí là duyên cho sự giác ngộ giải thoát. Cái lo đó rõ là lo xa, nhưng đó là lo xa tốt. Chúng ta thấy là mình không có nên ở chung với những người sống ác, bởi vì ở chung với những người sống ác, sớm muộn gì mình cũng sẽ lây cái tập tính ác của người đó. Mình biết mình là người có cái định tâm không được vững, mình dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, thì tốt hơn hết là mình tránh những con người đó. Lo cái đó là lo xa, nhưng cái lo xa đó là tốt. Còn cái lo xa nào mà nó không giúp mình tu tập hướng đến sự chấm dứt khổ thì cái lo xa đó là không tốt. Cái lo xa nào mà nó không đem lại lợi lạc cho chính mình, không đem lại lợi lạc cho gia đình mình, không đem lại lợi lạc cho những người xung quanh mình, nó không hướng đến thiện thì đó là lo xa không tốt. Cho nên bản thân cái từ lo xa nó là trung tính, quan trọng là mình lo xa cái gì mà nó là tốt hay không tốt. Việc lo lắng cũng vậy. Khi mà cái quả nó cho kết quả xấu thì mình hẳn lo lắng, còn khi cho kết quả tốt thì mình không cần lo lắng. Tuy nhiên cũng có những cái nên lo lắng. Ví dụ như mình ở gần những con người bất thiện như thế này, sớm muộn gì họ cũng sẽ rủ rê mình làm ác, đó là lo lắng tốt. Mình sống gần những người bỏng sẻn, khi mà mình bố thí thì họ không hoan hỷ, họ luôn bàn ra để ngăn cản mình đi bố thí, thì việc sống với những người như thế là điều không nên. Lo lắng như thế là tốt. Cho nên lo như thế nào là tốt và lo như thế nào là không tốt, cái đó là cái chúng ta làm phải lo lắng. Còn lo xa như thế nào là tốt và lo xa như thế nào là không tốt, cái đó lại là cái chúng ta phải lo xa. Con kính thưa sư, cho con hỏi theo lời Đức Phật dạy, người có tính tham sân si thể hiện qua bước chân cách đi như thế nào? Con kính mong sư giúp cho chúng con được biết.
Thưa với quý vị á, sư nói thì nó hơi kẹt như vậy nè. Có những người á, họ không có sống thật với cái tánh của họ, mà họ sống với cái mà họ muốn họ trở thành. Thí dụ như bây giờ mình là cái tính si, tự nhiên mình thôi bây giờ mình không muốn là cái người tính si nữa, thì thay vì mình vun bồi trí tuệ thì mình đi mình sửa cái tướng đi. Nó giống như một cái người nghèo thấy cái người giàu họ mặc một cái bộ quần áo sang trọng, thì cái người nghèo đó đó, thay vì họ nỗ lực để họ kiếm tiền để họ trở nên họ giàu, thì người nghèo đó lại ráng dành dụm chắc góp để mua đúng cái bộ đồ của cái anh nhà giàu mặc vô để mình có cảm giác giàu. Nó khác nhau. Cho nên là sư không muốn quý vị cố thay đổi, thay vì thay đổi cái nhân, mình lại thay đổi cái biểu hiện bên ngoài thì nó không chính xác. Nhưng mà quý vị hỏi thì sư sẽ trả lời. Người có cái căn tánh sân thì đi một cách làm nhanh, thì họ đi nhanh và bước chân của họ mạnh mẽ. Họ đi với cái đầu ngón chân nó cắm xuống dưới đất. Nếu như mà đi trên nền đất cát thì sẽ thấy là cái dấu mũi bằng chân á, nó cắm sâu xuống giống như là nó đào đất vậy đó. Tức là đi nhanh, mạnh. Còn cái người căn tánh tham á, thì họ bước đi nhẹ nhàng, lả lướt. Đi giống như là có cái lò xo đó, nó êm, nó nhún nhảy, nó êm dịu đó. Bước đi nó lả lướt thì đó là người căn tánh tham. Còn người căn tánh si á, thì họ bước đi một cách bối rối, tức là giơ chân lên bước xuống mà nó giống như nó chần chờ á, bước xuống không có vững, giống như là mình dò đường, bước mà dò đường, thì đó là người căn tánh si. Thì trong sáu căn tánh thì căn tánh tham, sân và si thể hiện qua bước chân. Tuy nhiên thì có những người căn tánh hỗn hợp, còn phải mở ngoặc là có những người căn tánh hỗn hợp, thì cái bước chân vào thời điểm đó của họ chỉ thể hiện cái tâm của họ vào lúc đó thôi. Có kính bạch sư, cho con hỏi câu là hạ sơn tác ác bất khiếu ngã vi sư, ý nghĩa chính xác là gì? Quý vị có thấy trên cái ly ấy, nó có cái chữ ngộ, ngộ mà nó có cái vòng tròn xung quanh. Cái này là cái vòng tròn cách điệu, sự cách điệu, để tại vì để cái vòng tròn đó thì nhìn nó không có đẹp bằng cái việc mình cách điệu tí xíu, nhìn cho nó giống cái lá bồ đề. Ngộ thêm cái vòng tròn nữa là ngộ không. Vòng tròn là không, ngộ không. Nếu khi mà quý vị nghe thì quý vị sẽ nghĩ là giống như là tên của một con khỉ, ngộ không. Mà đúng là như vậy đó. Nó trong một cái trường hợp như thế này nè. Khi mà gọi là Tôn Ngộ Không mà đi chuẩn bị gọi là từ giả Bồ Đề Lão Tổ mà xuống núi, quý vị có để thấy là Bồ Đề Lão Tổ gọi là đóng sơn luôn, gọi là nghỉ dại luôn, cái chỗ đó nó bỏ hoang luôn. Thì Tôn Ngộ Không mới hỏi tại sao. Thì Bồ Đề Lão Tổ chỉ nhắn Tôn Ngộ Không là sau này xuống núi mà có làm bậy đừng kêu ta là thầy ngươi. Thì nó có một cái lớp ý nghĩa mà sư muốn truyền tải với những cái lớp mà sư giảng dạy.
Đó là khi mà chúng ta theo sự hướng dẫn của sư. Rồi nếu như mà về đời mình sống ác, mình sống bất thiện, hoặc là mình đem những kiến thức mà sư giảng dạy ra, thay vì để tu hành giải thoát, mình dùng nó để mình công kích người này, mình công kích người kia, để mình làm cho chúng sanh phiền não, thì đừng có nói ông sư Hạnh Tuệ ông dạy. Tại ông sư Hạnh Tuệ không có dạy như vậy đâu. Mà tại vì mình hiểu sai pháp, mình hành sai pháp, rồi mình bắt ông sư Hạnh Tuệ ông chịu trách nhiệm, thì tội nghiệp ổng lắm. Giống như Tôn Ngộ Không, học thì đúng học phép của Bồ Đề Lão Tổ, mà đem cái phép đó về nó đánh thiên hạ trên bờ xuống ruộng, rồi nó đem lôi Bồ Đề Lão Tổ ra, thì tội nghiệp ổng. Thì sư cũng y chang vậy thôi. Cho nên là hạ sơn tác ác, bất khiếu ngã vi sư, tức là xuống núi mà làm bậy thì đừng kêu ta là thầy. Hết khóa thiền là quý vị xuống núi rồi. Trên đây là đang trên núi nè. Hết khóa thiền là quý vị xuống núi rồi. Xuống núi mà mình sống bất thiện, mình sống bậy bạ rồi thì đừng có kêu là học đạo từ ông sư Hạnh Tuệ thì tội nghiệp ông. Đơn giản thế. À, con thưa sư, con bị vấn đề về hô hấp viêm xoang, nên khi thở con không nhìn thấy rõ được cột hơi thở, con hay mất tập trung vì không nhìn rõ được hơi thở, vậy con nên làm sao? Như sư nói, có những người á, họ thực hành hơi thở một cách thuần thục và dễ dàng thì họ rất nhanh nắm được cái hơi thở. Nhưng mà có những vị thì chưa nắm được thì cũng không vấn đề gì. Bởi vì qua ngày mai thì sư sẽ hướng dẫn quý vị cái vấn đề tiếp theo. Đó chính là cái thân quán niệm xứ. Thành ra là nếu như quý vị chưa thực hành được thiền hơi thở thì chúng ta có được cái đề mục tiếp theo để chúng ta sử dụng, cho nên là đừng có lo lắng quá ha. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh hãy thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu Tam Bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá.